làm bác sĩ? Em có biết trước là em sẽ thích làm bác sĩ gì không? Bác sĩ nhi, bác sĩ thú y, bác sĩ tim, bác sĩ thần kinh, bác sĩ gì? Dạ thưa chị là em thích làm bác sĩ khoa sản. À, chúc mừng em. Em thích làm bác sĩ khoa sản. Muốn trở thành một người nông dân ạ. Xuất sắc. À, tại vì em có một cảm hứng từ một cuốn sách khá là hay, là từ cuốn Cách mạng một cọng rơm. Cách mạng một cọng rơm. Nó là động lực cho em muốn trở thành một người nông dân và cách mạng lại nông nghiệp Việt Nam ạ. Em muốn làm một nhà kinh doanh. Dạ. Thưa chị là mỹ phẩm ạ. Dạ. Em muốn hỏi là mình muốn làm tổng thống hay là chủ tịch nước thì học những cái gì hoặc là ngành gì? Trường Fulbright sẽ theo cái mô hình gọi là giáo dục khai phóng Liberal Arts, các trường đại học ở Mỹ. Các bạn đã nghe mô hình này bao giờ chưa? Cọc Huế luôn có những cái khát khao từ khẳng định mình, từ sáng tạo và từ làm ra những cái sản phẩm cho riêng mình. Các em rất là có những cái ý tưởng hay trong cái công tác nghiên cứu khoa học cũng như trong các cái hoạt động ngoại khóa, và cái chương trình đào tạo mô hình của Đại học Fulbright tôi nghĩ sẽ giúp cho các em có thể phát huy được những cái khả năng đó. Tôi nhận thấy đây là một cái mô hình đào tạo tiên tiến, giúp cho học sinh tiếp cận với cái môi trường học mới, có khả năng để đi làm việc tốt về sau, thích ứng với những cái môi trường mang tính quốc tế hóa. Hy vọng là trường Đại học Fulbright sẽ có những cái hướng giới thiệu rõ nét về mô hình đào tạo của nhà trường, cũng như là vấn đề tài chính, những cái vấn đề mà hỗ trợ tài chính của nhà trường đối với sinh viên để giúp các em có cái điều kiện để theo học tại trường với cái số lượng ngày càng nhiều để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của xã hội. Lúc mới đầu em lên trên thành phố em học á, thì em cũng không có cái điểm gì đặc biệt đối với Fulbright hết. Thực sự lúc đó thì em cũng chưa có dự tính là em vào trường. Nhưng mà sau khi mà em có một buổi gặp mặt nói chuyện nhẹ với lại chị Ngân á, thì thực sự em thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của em 180 độ luôn. Là bởi vì thực sự em thì rất thích làm diễn viên. Nhưng mà ngoài ra em cũng muốn làm bên kinh tế. Thì cũng giống như anh tỷ phú nãy vậy, em cũng muốn làm tỷ phú nữa. Em cũng muốn học kinh tế, em muốn học marketing. Nhưng mà hơn hết là em muốn làm diễn viên. Nhưng mà thật sự thì mẹ em không cho. Vừa mới nghe em nói một cái là mẹ em phản đối liền. Nhưng mà sau khi mà chị Ngân bảo là
em hoàn toàn có thể kết hợp diễn viên cùng với marketing, cùng với những cái ngành mà em muốn khác khi mà em vào học Fulbright. Thì em chợt nghĩ trong đầu mình là cái trường mình cần tìm đây là đúng là trường này rồi. Thì em bắt đầu em về nhà em tìm hiểu, rồi em cứ quảng bá cho nhiều người khác. Em cứ nói với mấy anh chị là nếu như mà vô trường này á, thì sẽ thoải mái được lựa chọn chính bản thân mình luôn. Mình không phải sống vì những cái như là điểm số, như 12 năm học là quá ngán với điểm số rồi. Thì em lên trên thành phố là em chỉ hy vọng là em có thể làm những thứ mà em thích. Em có thể tham gia nhiều hoạt động hơn, kết bạn nhiều hơn, rồi làm quen với mấy anh chị. Và cả giáo viên trong Fulbright cũng rất dễ thương nữa. Em gặp bao nhiêu người là em thích bấy nhiêu người. Cái cảm nhận của em duy nhất chỉ là em quá yêu cái trường này rồi. Thời gian đặc biệt gọi là Founding Year, năm đồng kiến tạo. Các bạn duy nhất, những người sinh năm 2000 ý, thì sẽ được chọn, trường sẽ chọn ra 50 bạn sinh viên xuất sắc nhất để tham gia vào một cái đội gọi là đội đồng kiến tạo. Các bạn sẽ làm việc cùng các thầy cô và các giảng viên của trường để xây dựng nền móng đầu tiên của trường. Đó là cái kết quả, cái con đường hành trình của Mít Đặc, là một người không phải học giỏi lắm đâu, cũng thường thường thôi, nhưng cũng không phải là dốt. Nhưng mà tò mò, sáng tạo, ưa khám phá, rất thích mới, rất thích thử thách, muốn làm được cái gì đó khác biệt và kiên trì đến cùng. Đó là một số những cái tố chất mà chương trình năm 2018-2019 sẽ tìm kiếm ở 50 cái bạn này. Những tố chất tụi chị tìm kiếm ở một sinh viên tương lai của Đại học Fulbright. Ưa thử thách. Tụi chị không tìm những bạn thích đi lối mòn. Thích đi lối mòn là sao? Con đường người ta vẽ sẵn mình đi thôi. Đó không phải là sinh viên tụi chị tìm. Em nghĩ là nó rất là thú vị và rất là sáng tạo. Và thông qua đó thì kể cả giáo viên, giảng viên và kể cả học sinh đều có khả năng để mà bộc lộ được hết tất cả những cái tố chất mà mình có. Và học sinh sẽ được phát huy hết tất cả mọi tiềm lực và tiềm năng của mình. Em thấy nó mới lạ. Được trường trợ giúp cho việc kiếm việc làm không ạ? Những người giảng dạy ở FUV thì là những người sẽ như thế nào? Cái việc thi cử của trường có giống những thi cử của trường bình thường không? Em có thắc mắc là không biết tại sao là Đại học Fulbright lại tìm đến Việt Nam và xây dựng tại Việt Nam ạ? Học sinh vào có trước khi vào đầu vào thì có yêu cầu một cái bằng tiếng Anh hay là trình độ tiếng Anh tới đâu chị? Em muốn biết được là em sẽ gặp phải bất lợi gì khi em học ở Fulbright. Đối với mình, môi trường mơ ước là một môi trường mà mình có thể tự do thể hiện cá tính của mình, và ở nơi đó là mọi người sẽ chấp nhận sự khác biệt. Là một môi trường mà tôn trọng từng học sinh như là một cá thể, chứ không đánh giá họ theo những cái quy chuẩn chuẩn mực đã định sẵn. Nơi đó sẽ cho em những cái sự tự do đó để mà em có thể sáng tạo, có thể làm nên những gì độc đáo mà trước nay chưa từng ai có thể làm. Ở đấy học sinh sẽ được tìm hiểu thêm về những điều mà mình trước giờ mình chưa biết, chứ không phải là luôn luôn học trong sách vở. Là nơi cho em khám phá bản thân mình. Em phải được làm những điều mình thích, học những điều mình muốn, và em phải gặp được những cái người mà cùng chí hướng với mình. Tính từ mà em muốn nói về trường Fulbright đó là chắc đó là một trường đại học lý tưởng. Em muốn dùng để miêu tả trường đại học Fulbright Việt Nam đó là hiện đại. Nghĩ về trường Fulbright đó chính là độc đáo, khác biệt. Ngôi trường đặc biệt dành cho những con người đặc biệt. Đối với em, trường Fulbright như là một ước mơ vậy. Ở đó có nhiều điều bí ẩn. Và tính từ em dành cho Fulbright đó là tự do. Đầy lôi cuốn, đầy quyến rũ để đủ cho em vẫy vùng với cuộc đời, với thế giới sau này. Đó, break the rule. Là một trường đại học mà phá vỡ một lối mòn. Perfect.
chất, là một cái gì đó để con người ta bộc phá hết cả khả năng của mình. Rất là độc đáo, rất là thú vị, không có bị formal giống như mấy trường khác. Ở Fulbright đó là sự điên rồ, bởi vì ở đó thì bản thân mình có thể cảm nhận được bản thân mình như thế nào và tìm lại chính mình. Mấy thầy đi tại Fulbright xong mấy thầy có cảm giác gì không? Mấy có biết cái cảm giác khi mà mấy tìm thấy bản thân mình giữa cái chốn thế gian này không? Oh wow. Đó là cảm nhận của tao sau khi tao đi Fulbright đấy. Oh wow. Rồi mới định ra. Tao cảm thấy Fulbright đúng là một cái mà một cái cơ hội đáng để thử. Giống như một cơ hội mới được mở ra vậy. Thay vì cứ đi những cái con đường bình thường mà những người học hết 22 năm xong học những cái đại học ngoài kia thì đang mình không thử.